Chiến lực của Diệp Thần cường đại làm cho Thí Thiên Ma Quân ổ lên một tiếng kinh ngạc. Đây mà là bán hoang cổ thánh thể ư, khó trách có thể chạm Thiên Ma Quân. Lúc này Diệp Thần bị hàng vạn thiên ma binh tướng vây công, bất kỳ bọn nào trong chúng đều có cảnh giới cao hơn chuẩn thiên cảnh. Mà Diệp Thần bố đời méo sợ bố con thằng nào hết, cho dù có chết cũng nắm chặt xích tiêu kiếm quyết lôi bọn này xuống địa ngục. Cảnh chuyển đến đại điện Thiên Huyền Môn. Đông Hoàng Thái Tâm hú hồn chim én mà tái cả hào khi thấy lục đạo tiên luân nhãn của Diệp Thần bị phong ấn, điều này cho thấy hắn đã thất bại, ngay cả cơ hội trở ra bên ngoài cũng không có. Đại sở sẽ phải đối mặt với số phận gì tiếp theo đây? Vẻ lo lắng lộ ra trên mặt Thẩm Mỹ. Diệp Thần khi này tựa hồ bị thương rất nặng, tiên huyết đầm đìa trên mặt. Thiên ma binh tướng hết tên này tới tên khác lao tới chém Diệp Thần, đứa nào có gan xông lên thì thanh niên tiễn cho đi gặp ông bà ông vãi hết. Diệp Thần liên tục chém mỗi tay mà không hết, bất giác khí huyết suy yếu đến cực điểm, hắn chiến đấu đến thời điểm này gần như là sức cùng lực kiệt. Gần ngàn vạn tên chơi bẩn vây công mà Diệp Thần thì lại không có đạo tiên luân nhãn, hắn tuyệt đối không thể chạy trốn được. Tại một nơi nào đó của đại sở có ba bóng người đang đứng trên đỉnh núi. Đang lúc tất cả mọi người tuyệt vọng, tiếng hét của Long Gia mang theo uy nghiêm chí tôn vô thượng vang vọng cả thiên địa, chưa có xem thường Thái Hư Cổ Long nhất tộc ta. Thái Hư Cổ Long hai tay chấp trước ngực như một đỉnh Thái Sơn vĩnh viễn không sụp đổ, nghịch thế thiên, đế triệu luân hồi. Thái Hư Cổ Long đang thôi động một loại thần thông nghịch thiên, dùng long hồn chi lực huyết tế, tiên huyết cùng long văn cổ lão quấn toàn thân đan đệt ra một toàn long trận thượng cổ huyền diệu. Mái tóc đen cũng nhanh chóng chuyển sang màu trắng như tuyết. Nhất thời thân thể Diệp Thần ở Bắc Chấn Thương Nguyên nổi lên một đạo luân hồi ấn trận, thời không chi lực giao thoa khi thì ngưng thực khi thì hư ảo. Chư vị ma quân không biết đây là loại thần thông nào, nhưng Thí Thiên Ma Quân nhìn ra một chút mánh khóe liền hét lớn một tiếng. Cấm! Chợt hư thiên chỗ Diệp Thần xuất hiện vô số xích văn sắt giam cầm. Bất thình lình có một tiếng hét lớn vang lên. Ai? Nhưng không phải là của Thí Thiên Ma Quân mà là thanh âm của Tử Huyên. Nàng hợp lực cùng Long Gia tạo môi giới cho luân hồi ấn trận. Không biết bằng cách nào xuyên qua nhiều vạn dặm, một đạo kiếm mang chém văng những xích văn sắt kia của Thí Thiên Ma Quân. Bất giác trong mắt trợn tròn thốt lên, cái gì? Thí Thiên Ma Quân kinh ngạc nói. Ngay lập tức Diệp Thần liền biến mất khỏi phiến thiên địa này. Hết thảy trước mắt bọn ma quân một khắc trước Diệp Thần còn bị vây ở đây giờ lại không thấy đâu nữa. Đáng chết, địa ma quân tức giận chửi lớn, Thí Thiên Ma Quân mới lên tiếng, đuổi không kịp. Sau đó Thí Thiên Ma Quân nghiêng đầu nhìn về phía nam sở như xuyên qua vạn dặm thấy được hai người Long Gia và Tử Huyên lẩm bẩm nói. Tàn hồn Thái Hư Long Đế, tàn hồn Đông Hoa Nữ Đế, cảnh chuyển đến đại điện Thiên Huyền Môn. Nhìn thấy Diệp Thần được Thái Hư Cổ Long và Tử Huyên hợp lực cứu đi, Đông Hoàng Thái Tâm mừng muốn rụng trứng mà thốt lên. Tốt lắm, chỉ cần Diệp Thần còn sống là còn có hy vọng, còn thở là còn gỡ. Phục Nhai thấy vậy liền khiêm tốn hỏi Đông Hoàng Thái Tâm, thần nữ, đó là loại thần thông nào vậy? Nghịch hướng triệu hoán thuật, nàng vui vẻ thông não cho lão biết. Phục Nhai mặt thộn ra mắt chữ O mồm chữ A không tin được khi nghe mấy chữ nghịch hướng triệu hoán thuật. Đầu lão già này chắc là đầu tôm chứa toàn gì không đâu, nếu không giải thích cho lão hiểu thì lão cứ hỏi miết. Đông Hoàng Thái Tâm hôm nay tâm trạng tốt mới nói tiếp chứ bình thường là nàng xù lông trồn lên rồi. Nàng nói, Diệp Thần tự thành luân hồi, thể nội luân hồi chi lực giao chức sẽ có luân hồi ấn. Thái Hư Cổ Long và Tử Huyên biết được điều này nên sớm đã khắc ấn ký trên người Diệp Thần. Bây giờ lão già Phục Nhai đã hiểu, dùng luân hồi chi ấn làm căn cơ khế ước, thi triển cực đạo đế thuật bên trong, đúng là một loại thần thông nghịch hướng triệu hoán bá đạo đến từng hạt gạo. Song Phục Nhai cảm thán một tiếng, thì ra là thế. Bí thuật kia không chỉ bá đạo mà còn nghịch thiên. Bắc Chấn Thương Nguyên cực bắc cách đại địa vùng cực nam tối thiểu hơn 3 triệu dặm a. Ở đại địa vùng cực nam, từ trên trời một thân ảnh nương theo luồng hào quang triệu hoán đang rơi xuống bên dưới. Diệp Thần tả tới sơ mướp cả người không có cách nào đứng vững liền rơi tự do. Sở Linh hốt hoảng kêu tên Diệp Thần, nàng lập tức vọt lên đỡ lấy hắn, miệng không ngừng lo lắng nói: "Diệp Thần, chàng sao rồi?" Khụ khụ, Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên đều phọt ra cả ngụm máu tươi. Để giúp Diệp Thần trốn thoát, hai người bọn họ cũng phải bỏ ra một cái không nhỏ. Long Gia thì bạc cả đầu còn Tử Huyên toàn thân ảm đạm, khí tức hai người đều suy yếu nhưng so với Diệp Thần thì vẫn còn đỡ hơn. Đối mặt với ngàn vạn đại quân lại còn thêm 8 tên ma quân, dưới đội hình khủng bố như vậy mà Diệp Thần vẫn còn sống, đây đích thực kỳ tích trong kỳ tích. Lúc này Diệp Thần dáng đứng dậy bảo, ta không sao. Giờ phút này thanh niên có chút áy náy bởi vì hắn đã thất bại. Toàn bộ đại sở chỉ có mình hắn có thể tránh thoát thiên ma đại quân giết tới, mà giờ tiên nhãn bị phong ấn thì lấy cái méo gì mà đánh nữa. Thái Hư Cổ Long đi tới nhìn thấy chỗ tiên luân nhãn bị một lực lượng trấn áp xong nói, là đế đạo phong cấm. Tử Huyên ở bên cạnh trao mày góp lời, đã là đế đạo, chúng ta không có cách nào phá giải. Xem ra bọn thiên ma vực đối với lục đạo tiên luân nhãn cực kỳ am hiểu. Diệp Thần nghe xong giọng khàn khàn đưa tay lên mắt trái nói, là ta nghĩ quá đơn giản. Bất thình lình trong đám người đại sở có người lên tiếng hét lớn, thiên ma tiến công tới. Nghe vậy Thái Hư Cổ Long chợt quay người nhìn lại, lần này thiên ma tiến công khoảng thời gian quá ngắn không cho bọn họ có cơ hội thở dốc. Sau đó Thái Hư Cổ Long liền bảo Lâm Thi Họa đưa Diệp Thần về đại sở. Diệp Thần bây giờ trạng thái cực kỳ suy yếu, một tên ất ơ linh hư cảnh cũng có thể tiễn hắn đi bán muối. Lâm Thi Họa liền đáp vâng một tiếng, đại ca mau đi thôi. Mặc kệ Diệp Thần có đồng ý hay không, đã thấy Lâm Thi Họa mang hắn leo lên lưng của Thanh Loan. Tức
tức thời Thanh Loan dương cánh nhanh như thiểm điện bay về hướng Đại Sở, theo sau có rất nhiều cường giả hộ tống. Do thân phận của Diệp Thần rất đặc thù nên tuyệt đối họ không thể để xảy ra sai sót gì ngoài ý muốn. Long Gia nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi trong lòng thầm nghĩ, Diệp Thần, ngươi đừng xảy ra chuyện gì nha. Khi này Long Gia quay lại nhìn đám người phía sau hô lớn, đi thôi, chúng ta không thể để đại quân Thiên Ma tiến thêm một bước nào nữa. Diệp Thần lúc này nằm sụi lơ cán cuốc trên lưng con chim to Thanh Loan, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình lại vô dụng như bây giờ. Đại chiến thảm liệt như thế, vô số bóng người hóa thành huyết vụ máu chảy thành sông chỉ có thể trơ mắt nhìn. Diệp Thần nhìn thấy thế liền bảo, Lâm sư muội, thả ta xuống. Đối với lời thanh niên nói, Lâm Thi Họa hít sâu một hơi nói, thứ lỗi muội không thể nghe theo. Nếu là trước kia, Lâm Thi Họa rất nghe lời Diệp Thần, nhưng bây giờ nàng không thể, tất cả vì an nguy của hắn mà thôi. Diệp Thần cũng không có cưỡng ép nàng nữa đành bất lực thở dài. Tốt, đại chiến nổ ra, không có quá nhiều chiến lực chia ra đi hộ tống Diệp Thần, Lâm Thi Họa làm vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ. Sau một lúc nàng ngồi xuống trước mặt Diệp Thần, sư huynh, hôm nay chứng kiến nhiều người thương vong như vậy, muội chợt hiểu ra một điều. Diệp Thần liền hỏi, có chuyện gì? Bất giác gương mặt ửng đỏ, Lâm Thi Họa ngại ngùng nói, cuộc sống rất ngắn ngủi, một phút ngàn vàng, chúng ta phải tận dụng thời gian. Thiên Thần chưa hiểu mô tê gì hết đã thấy Lâm Thi Họa kiss má hắn một cái chụt chụt. Diệp Thần giật mình, hai mắt mở to như mới được bơm tí thuốc, người mới vừa hôn mình chính là Lâm Thi Họa, đệ tử của thằng bạn chí cốt Thái Hư Cổ Long. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Thi Họa nhìn Diệp Thần, thời gian lúc này như muốn ngừng lại. Theo bản năng, Lâm Thi Họa nhẹ nhàng lui về sau một chút, gương mặt ửng đỏ, nàng cũng không biết hôm nay sao mình lại to gan như vậy nữa. Nàng khẽ cúi đầu mắc cỡ nói, sư huynh, tha thứ cho Thi Họa làm càn. Diệp Thần khoái thấy mù nội ấp úng nói, không không, đừng, đừng dừng lại, à nhầm, không sao đâu. Hai người đang tò te tú tí thì bỗng dưng Thanh Loan khựng lại sắc bén nhìn về phía trước. Lâm Thi Họa liền đứng bật dậy đầy cảnh giác hỏi, Tiểu Loan, vì sao dừng lại, có sát khí rất mạnh. Thanh Loan truyền âm cho Lâm Thi Họa biết. Thấy thế Lâm Thi Họa tế ra sát kiếm bảo các cường giả phía sau bảo vệ thánh chủ. Mấy người đi theo bảo hộ liền tế ra linh khí bản mệnh đem Diệp Thần bảo hộ ở vị trí trung tâm. Mặc dù trạng thái Diệp Thần đang suy nhược, lục đạo tiên luân nhãn bị phong cấm nhưng thanh niên vẫn cảm giác được phía trước chỗ mù mịt kia có một cỗ sát khí băng lãnh. Ông ông, đại địa rung chấn lắc lư dữ dội, tiếp theo một cửa đá cổ xưa trồi lên khỏi mặt đất. Phía trên cửa đá có vô số ma văn cổ lão lóe ra ma quang. Diệp Thần vội vàng nghiêm nghị ra lệnh, hủy nó đi. Lời thanh niên vừa dứt thì đã thấy một lão hắc bào xông ra ngoài, lão sử dụng bản mệnh linh khí công kích trực diện cửa đá kia. Cái cửa đá chưa kịp chui ra khỏi mặt đất liền bị chấn nổ banh chành. Diệp Thần thấy thế lần nữa lên tiếng, truyền lệnh cho tu sĩ Đại Sở, toàn quân rút lui. Thấy sắc mặt thanh niên căng cực, người đẹp Lâm Thi Họa dò hỏi, sư huynh, trước đó cửa đá kia là? Nàng chưa nói hết câu đã nghe Diệp Thần đáp lời, truyền tống vực môn. Có trời mới biết đằng sau che giấu cái gì, khả năng rất cao là một đại quân thiên ma khổng lồ. Diệp Thần ra lệnh như vậy là rất chính xác. Mà lúc này ở trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện ba tên ma tướng chặn đường, một tên tay cầm chiến phủ, tên thứ hai cầm ma đao, bọn chúng tại thiên ma vực đều là cấp chuẩn đế. Diệp Thần thầm nghĩ, lão già hắc bào kia chuẩn thiên cảnh miễn cưỡng ngăn được một tôn ma tướng. Lâm Thi Họa, Thanh Loan cùng liên thủ với những tu sĩ thiên đình khác có thể ngăn được một tôn ma tướng nữa. Nhưng tên còn lại thì ai sẽ xử lý đây? Nhưng lúc này đột nhiên Lâm Thi Họa đưa tay ra trước ngực miệng niệm chú văn. Sư tôn, đồ nhi bất đắc dĩ muốn khinh nhờn vong linh. Dường như Lâm Thi Họa đang thi triển một loại thần thông cường đại. Diệp Thần ở bên cạnh không nghe hiểu cỗ lão chú văn trông giống vịt nghe sấm mặt ngờ nghịch kêu. Lâm sư muội, lúc này Lâm Thi Họa mới giật mình mà líu lưỡi nói. Thì ra cái kia chính là truyền tống vực môn. Diệp Thần hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, không biết Đại Sở có bao nhiêu cổng truyền tống vực môn như này nữa. Một bên khác, Thái Hư Cổ Long khi biết được tu sĩ thiên đình báo lại tình hình hắn đã giật mình lớn tiếng hỏi. Ngươi nói cái gì, Diệp Thần và những người khác đã gặp truyền tống vực môn trên đường trở về Nam Sở sao? Tu sĩ thiên đình nghe xong đáp lời chắc nịch. Đúng vậy, Thánh Chủ đã ra lệnh cho tôi đến thông báo đại quân sơ tán, để không bị tấn công từ hai phía. Nhận được tin tức quan trọng, Thái Hư Cổ Long quát lớn chấn động cả thiên đại, rút lui. Tu sĩ Đại Sở liền lui lại, người có đầu óc đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bên Đại Sở thì thối lui, còn ở phía bên này cả đám ma quân trấn thủ quan kháng diễn biến trận đại chiến. Mắt thấy tu sĩ Đại Sở lui lại, Viêm Ma Quân ngạc nhiên hả một tiếng. Bọn chúng rút lui sao? Địa Ma Quân khinh khỉnh cười đắc ý nói. Có vẻ cuối cùng bọn chúng cũng nhận ra không phải là đối thủ của chúng ta nên đã cục đuôi bỏ chạy. Lúc này tại tổng bộ Thiên Đình Nam Sở, Hồng Trần Tuyết cùng Tịch Nhan vẫn chăm chú theo dõi Thái Cổ Tinh Thiên Đồ. Từ nơi này hai nàng có thể thấy rõ ở phương hướng Bắc Sở, đại quân thiên ma số lượng gấp 10 lần so với tu sĩ Đại Sở. Hơn nữa mỗi chỗ thiên ma binh xuất hiện đều không có tin tức báo trước, đột ngột xuất hiện với số lượng cực kỳ lớn. Hồng Trần Tuyết khẳng định, có lẽ thiên ma binh thông qua một trận truyền tống dịch chuyển nào đó. Tịch Nhan đứng ở bên cạnh liền hỏi, sao người còn không phái binh cứu viện? Hồng Trần Tuyết nghe thế nhàn nhạt lên tiếng, bất luận kẻ nào cũng không được rời khỏi Nam Sở. Trái lệnh, giết! Tịch Nhan tức giận siết chặt nắm tay không kiềm được mà nói lớn. Ngươi có thật sự quan tâm sống chết của bọn họ không? Hồng Trần Tuyết liền cắt ngang lời của Tịch Nhang, ngươi cho rằng tu sĩ Đại Sở ngăn cản thiên ma là vì cái gì?
bọn họ đang tranh thủ thời gian cho chúng ta. Tường thành Nam Sở chính là một đòn phản công có lợi nhất trong tương lai của Đại Sở. Truyền lệnh xuống, tu sĩ Nam Sở toàn quân chuẩn bị chiến đấu, tiếp tục gia cố tường thành. Ta mặc kệ, Tịch Nhang hít sâu một hơi rồi lao ra khỏi đại điện. Tịch Nhang, quay trở lại đây, Hồng Trần Tuyết hét lớn một tiếng. Tịch Nhang như một vệt thần quang tức tốc lao lên trời rời khỏi tổng bộ Thiên Đình Nam Sở. Hồng Trần Tuyết sau đó ra lệnh cho Phong Tế đuổi theo Tịch Nhang. Phong Tế gật đầu chấp tay nhận lệnh, rồi hắn cũng lập tức vọt theo hướng Tịch Nhang vừa bay đi. Trước khi rời đi, Diệp Thần đã giao Nam Sở cho Hồng Trần Tuyết, nàng đương nhiên sẽ không để hắn thất vọng. Hồng Trần đã chết, nàng cũng mất hết can đảm. Bây giờ Đại Sở nguy cơ, nàng càng phải tự trấn an bản thân tỉnh táo lại. Đã kết thúc tập 665 đến 666 của bộ truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn rồi. Các đạo hữu sư huynh sư tỷ đừng quên cho tiểu muội một like, một subscribe kênh hoặc để lại bình luận bên dưới. Tiểu muội sẽ rất vui và xem đó là động lực giúp tiểu muội ra thêm nhiều video hơn nữa. Và các đạo hữu sư huynh sư tỷ nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh Nông Dân Mê Chuyện của tiểu muội nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại.